Life is a story. Make yours the best seller. Cuộc sống là một cuốn truyện. Hãy làm cho cuốn của bạn bán chạy nhất. Life always offers you a second chance. It's called tomorrow. Cuộc sống luôn cho bạn một cơ hội thứ hai. Nó được gọi là ngày mai. When life changes to be harder, change yourself to be stronger. Khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, hãy thay đổi bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn. Trung tâm ngoại ngữ Ngọc Vân, trụ sở 1-127 Trần Phú, Phú Hà, trụ sở 2-11-14 Lý Thường Kiệt, Kinh Dinh, trụ sở 3-6 A Lê Đại Hành, Phước Mỹ, trụ sở 4-58 A Phạm Ngọc Thạch, Khánh Hải, Ninh Hải, trụ sở 5 trường Mầm Non Song Mai, Quốc lộ 27, Đắc Nhân 3, xã Nhân Sơn, Ninh Sơn. Hãy like và đăng ký kênh nhé!